Hello các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Vlog 61 nha. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật cho tất cả các bạn giá của dòng xe Airblade 125 và 150. Kèm theo đó thì mình còn duy nhất một chiếc xe này là Airblade 2019 nha. Thì hôm bữa có 2-3 chiếc trong kho và bán hết rồi, còn mỗi một con duy nhất này thôi. Đấy. Và nếu mà ai mà mua cái chiếc xe này á thì sẽ chấp nhận là chiếc xe này mình đã lên mâm rồi, lên phuộc rồi, lên đĩa rồi ha. Còn màu sơn của nó là màu sơn chim, phuộc trước và phuộc sau luôn. Đấy. À, còn bên đây là chiếc Airblade 125 phân khối 2021. Xe này được lên mâm, lên phuộc, lên đĩa lồng ha. Đấy, và lên phuộc sau là của Olin luôn. Xe lên màu sơn luôn nha các bạn. Thì đây là chiếc xe Airblade 125 phân khối đã đăng ký lần 1 rồi. Thì hôm bữa giờ mình quay clip á, từ lúc mà trước Tết tới giờ và những xe mà đã đăng ký lần 1 á, thì bên cửa hàng mình đã bán được khá là nhiều luôn các bạn. Hiện tại thì 125 là rất rất nhiều khách hàng vô mua. Còn Winner X cũng có một lần đăng ký luôn. Thì bên cửa hàng bên đây thì còn khá là nhiều. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn về cái địa chỉ cửa hàng trước nha, để các bạn nào mà chưa biết thì có thể xem clip này và biết được. Địa chỉ cửa hàng của mình là ở 91 Lê Hồng Phong, Dĩ An, Bình Dương. Cửa hàng tên là xe máy nhập khẩu Sủng Sài Gòn. Còn ở bên Tân Uyên này thì là kế bên đường Uyên Hưng 42 Tân Uyên, Bình Dương. Bạn nào gần khu vực nào thì có thể liên hệ với mình, hoặc là các bạn có thể trực tiếp liên hệ qua số điện thoại của mình ở bên góc á. Rồi các bạn kết bạn Zalo với mình sẽ gửi định vị cho các bạn đi cho nó dễ dàng hơn. Ok ha. Rồi, thì nhiều bạn coi clip cũng không biết là đăng ký lần 1 là như thế nào. Tại vì có bạn mới coi, có bạn coi hoài thì các bạn biết rồi. Thì mình nhắc lại ha, xe đăng ký lần 1 bên mình là giống như là xe mình chạy doanh thu bên Honda nha các bạn. Thì mình phải đăng ký ra biển số này nọ kiểu rồi giống như là chiếc xe mình đã bán rồi, nhưng mà thực chất là xe mình chưa bán mà vẫn còn trong cửa hàng. Và xe đăng ký lần 1 này là xe hoàn toàn 100% là chưa lăn bánh, chưa đi, chưa sử dụng, chưa đổ xăng. Đấy, nên là các bạn cứ yên tâm về vấn đề đó. Khi mà các bạn mua thì bên mình sẽ rút hồ sơ ra cho các bạn, rồi mình đăng ký ra biển hoàn toàn bình thường. Nó chỉ rẻ hơn giá thị trường rất là nhiều để các bạn tiết kiệm. Nhưng mà cái nhược điểm của nó là cái xe của các bạn sẽ là đăng ký lần 2 chứ không phải là đăng ký lần 1. Đó, các bạn hiểu vấn đề đó ha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem về chi tiết của cái màu sơn xe này, cái tem xe này. Chiếc này rất là đẹp luôn các bạn. Có một chiếc duy nhất thôi nha. Rồi sau đó là mình sẽ quay những cái phần, mình sẽ báo luôn giá những cái phần mâm nè, phuộc, đĩa, trang trí trên xe là nọ kiểu của hai mẫu xe này. Rồi báo giá Airblade 125, 150, 2021 phiên bản mới, phiên bản đã đăng ký lần 1. Rồi chiếc mà 2019 luôn cho các bạn nha. Bây giờ các bạn hãy cùng với mình đi vào xem chi tiết chiếc xe nha. Rồi đây các bạn ha, các bạn có thể thấy trên màn hình đây là cái chiếc xe Airblade màu đỏ. Rất là đẹp luôn các bạn. Màu đỏ giống như màu đỏ candy gì đó. Đấy. Thì nó được phối với lại cái phần mặt nạ ở phía trước của nó, màu đen với màu bạc. Đây, mình có thể xem nha. Đấy. Rồi, ở phía đây là cái phiên bản, nó là cá mập nè. Đây là có phần cái hàm cá mập ở đây. Ở Việt Nam mình mới có cá mập trên bờ thôi nha các bạn, chứ ở bên nước ngoài là cá mập ở dưới đất không, ở dưới nước không à. Rồi, đây. Đây là phần mâm Asiro và phuộc của Asiro chính hãng ở bên mình luôn nha các bạn. Chính hãng ở bên mình luôn. Đấy, bên mình là sản xuất trên chính hãng luôn. Đây, phuộc đây. Đó, các bạn hãy xem nha, rất là cứng cáp, rất là to luôn. Đó. Rồi, nếu như mà anh em hay than phiền cái dòng xe Airblade á đi dễ bị bể cái phần mâm khi mà dằn qua ổ gà, cong mâm, bể mâm, thì khi mà bạn nào gặp những trường hợp đó rồi, các bạn mua cái mâm độ này sử dụng. Hiện tại thì xe Airblade á, mình thấy anh em mua về nha, làm anh em sẽ thay những cái mâm độ, không đi mâm zin của nó, để dành cái mâm zin ở đó. Đấy, khi nào mà anh em sử dụng xe một thời gian chán, muốn đổi xe, anh em mới lấy mâm zin ra anh em lắp vô để anh em bán. Tại vì anh em sợ là nó bể, nó mớp, nó hư cái mâm zin của anh em. Đó, và đi đổi lại, đi mua cái mâm mới thì nó rất là bắt tiền. Đó, đây, cái mâm này là 3 triệu một cặp cho anh em nha. Với điều kiện là anh em mua mâm này, lấy mâm zin về. Còn anh em nào mà lấy mâm này đổi mâm zin thì nó chỉ có 2 triệu một cặp thôi. Ok chưa? 2 triệu một cặp. Đối với cái dòng mâm Asiro này thì nó được có một ưu điểm. Nó chính là nó sẽ là bớt bị xì hơi khi mà các bạn gọi là dính đinh này nọ. Thì xe không ruột chắc chắn là nó sẽ không xì hơi liền. Nhưng mà khi mà các bạn chạy mâm zin, các bạn đi qua những cái ổ gà, những cái đường sóc á, thì lúc đó nó sẽ xì hơi rất là nhanh. Đó, còn riêng thằng này, các bạn bao với các bạn chạy nó xong không xì luôn. Đấy, nên là rất là ok ha.
rất là cứng cáp, CNC. Rồi, bên đây là phần đĩa, đĩa lồng. Đây, các bạn hãy xem nha. Cái này thì 500 nha các bạn, 500. Đó, 500 ngàn thôi. Phuộc trước nha các bạn, phuộc trước Asiro này nè. Thì bán giảm giá cho anh em luôn 1 triệu rưỡi nha, 1 triệu rưỡi một cặp này. Giảm giá cho anh em luôn là 1 triệu rưỡi một cặp này. Ok chưa? Đấy, rồi, bây giờ mình xuống cái phần bên hông của chiếc xe nha. Đây là phần bên hông của chiếc xe nè, anh em có thể xem được. Đó, thấy chưa? Đỏ đen ha anh em. Tay dắt của nó là màu đen luôn nè, màu đen đen nhám là zin của nó nè ha. Còn bên hông đây là phần bên hông của nó đây. Ở dưới đây thì là cái bụng của nó, ở dưới đây là cái phần phục của nó, được lên phục Olin. Đấy, anh em thích phục này thì có thể sử dụng phục này nha. Phục Olin nè. Phục này bán cho anh em cũng rẻ luôn, 1 triệu rưỡi một cặp luôn ha. 1 triệu rưỡi một cặp luôn, Olin. Đừng nhiều anh em nói ổ sao phục Olin mà có 1 triệu rưỡi một cặp vậy. Thì thật chất á, là những cái phục này hàng phay thôi. Còn nếu mình nói là mua hàng chính hãng thì nó đắt tiền lắm. Nói chung là ai thích chơi đồ xịn thì người ta mới có điều kiện, ta mới chơi hàng thiệt, hàng xịn thôi. Còn bình dân thì mình đi cái phục này là ok rồi ha. Đấy, đây anh em hãy xem nè, phần bên hông rất là đẹp luôn. Chiếc này là 125 phân khối, nó đăng ký lần 1 nha. 125 phân khối đăng ký lần 1. Mình quay tổng thể xa cho các bạn xem. Đó, thấy chưa, rất là đẹp luôn. Thì bây giờ mình sẽ báo giá cho các bạn về mẫu xe E-Blade 125 phân khối mà xe mới nha các bạn. Thì hiện tại bên cửa hàng mình sẽ bán phiên bản tiêu chuẩn cho các bạn với mức giá là 42 triệu đồng. Còn đối với phiên bản đặc biệt là 43 triệu đồng. Đối với E-Blade 150 phân khối thì mình sẽ bán cho các bạn phiên bản tiêu chuẩn là 55 triệu đồng. Còn phiên bản đặc biệt là 56 triệu đồng hả các bạn, 56 triệu đồng. Đấy, tùy vào các bạn thích lựa chọn phiên bản nào. Còn riêng chiếc xe trước mặt các bạn đây là E-Blade 125 phân khối đã đăng ký lần 1 thì mình sẽ bán cho các bạn với mức giá là 36 triệu đồng ha các bạn, 36 triệu đồng. Tức là các bạn mua cái chiếc xe này nó hoàn toàn mới 100% nhưng mà nó rẻ hơn giá thị trường lên đến tận 6-7 triệu đồng nha các bạn, 6-7 triệu đồng. Đó, 36 triệu cho một chiếc xe mới hoàn toàn 100%. Các bạn tiết kiệm được 6 triệu đó thì các bạn bù vô tiền sơn xe, màu sơn này nè là 2,5 triệu nha các bạn. Rồi mâm, phuộc, đĩa, đó 6 triệu đồng để các bạn bù vô. Nãy mình tính cho các bạn này là 3 triệu ha. Rồi 500 ngàn, 1,5 triệu, triệu rưỡi trước, triệu rưỡi sau là 1,5 triệu phục trước, 1,5 triệu phục sau là 3 triệu. Cặp mâm 3 triệu là 6 triệu. Mâm thêm 500 nữa là 6,5 triệu. Nước sơn thêm 2,5 triệu nữa là 9 triệu. Đấy, các bạn thấy không? Dùng 6 triệu các bạn bù thêm 3 triệu nữa các bạn được 9 triệu, các bạn được một chiếc xe rất là hoàn thiện về những cái đồ chơi trên xe luôn. Đó, cái này là chiếc xe mà dành cho những bạn nào mà thích lên độ mâm phục đĩa mà nha. Còn những bạn nào mà nói là xe tự nhiên lên tùm lum la đồ, thì những bạn nào thích mua đồ chơi, lên đồ chơi thì các bạn lựa chọn mẫu xe này. Còn bạn nào không thích á, thì các bạn có thể mua những cái chiếc xe zin, màu zin, bên mình vẫn có luôn các bạn nha. 36 triệu đồng, xe zin, màu zin. Ok chưa? Đấy. Rồi, còn đối với dòng xe mà E-Blade 2019 này, mình cũng lên cho nó, cái này cũng màu đỏ luôn nha các bạn. Màu đỏ nhưng mà nó là phiên bản ổ khóa Smart Key nha. Tại vì dòng 2019 này có chìa khóa thường nữa, có chìa khóa thường nữa. Đấy, thì nó lên phuộc Asiro, lên mâm của Asiro luôn, cũng lên đĩa luôn. Đó, và cái phuộc ở phía sau này của nó nè các bạn. Cái phuộc ở phía sau nè. Đây. Phuộc ở phía sau của dòng xe này là lên phuộc Asiro, nhưng mà nó lên là cái phuộc bình dầu trên. Còn con này thì là đi bình dầu dưới. Đó, các bạn thấy chưa, thấy sự khác biệt chưa? Tùy vào các bạn thích cái loại bình dầu trên hay dưới thôi. Thì cái con này mình sẽ bán cho các bạn với mức giá là 61 triệu đồng. Đã hết tất cả đồ chơi trên xe này nọ luôn, nhưng mà chưa có lăn bánh nha các bạn. Chưa lăn bánh, 61 triệu đồng. Đấy, nè, yên nè, hai tông màu, rất là đẹp luôn. Nếu mà nói 2019 á, lên cái màu yên này mình thấy đẹp hơn là 2021. Tại vì cái màu yên của 2021 là nó đen nâu, nhìn nó không đẹp bằng cái màu đen bạc như thế này. Đấy, này, thì 2019 á, xe của các bạn sẽ vẫn còn tắt đèn nha, 2021 thì không còn. Rồi, còn đối với dòng xe E-Blade 150 phân khối mà 2021 phiên bản 150 phân khối á, đã đăng ký lần 1 thì mình sẽ bán cho các bạn với mức giá là 48 triệu đồng nha các bạn. Đã đăng ký lần 1 là bán 48 triệu đồng. Giá mình đã báo là bao gồm thuế VAT rồi, nhưng mà chưa có lăn bánh.
thì nếu mà so với giá thị trường các bạn có thể là tiết kiệm lên tới tận là 7 triệu đồng nha các bạn, 7 triệu đồng. Đây là cái chiếc mà màu gọi là màu đen bóng, rất đẹp ha, mặt trên phân khói. Đấy, tại mình dừng ở ngoài đây nó hơi bụi tí xíu nha các bạn. Rồi, ở đây màu xanh. Màu xanh phiên bản 2021 nè. Màu xanh phiên bản cũ nè. 2020 nè. Màu xanh phiên bản 2021 nè. Đấy. Đây, màu đen nè ha. Đó, màu xanh nè. Đó. Các bạn có thể xem nha. Màu đen nè. Đấy. Đấy, thấy chưa? Rồi, còn cái chiếc đó là của mình nha các bạn. Này, chiếc này không bán nha. Chiếc mình mới lau rửa sạch sẽ xong rồi đi mưa quá. Mình mới lột tem chiếc xe mình ra các bạn. Đó, của mình là màu xám lông chuột, mình mới lột tem nó ra. Thì mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem kênh Cua Vlog 61 nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip tiếp theo. Chúc các bạn có một buổi tối xem video thật là vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.